Bít Cái Bè nổi tiếng mọc ngay, ai ăn rồi nhớ mãi miền Tây. Câu hát đã nói lên thương hiệu quýt Cái Bè vang danh một thời với các giống quýt đường, quýt ta và quýt tiều. Có thể nói được thiên nhiên ưu đãi, huyện Cái Bè có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển cây có múi, trong đó có cây quýt và đã nhanh chóng phát triển thành vùng chuyên canh rộng lớn của huyện. Tuy nhiên, những năm gần đây cây quýt đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ diện tích thu hẹp hơn cho tới thị trường tiêu thụ. Nhưng quýt vẫn là một trong những loại cây ăn trái đặc sản có tiếng ở đây, mang lại nguồn kinh tế ổn định cho nông dân. Trái cây có vai trò quan trọng, góp phần cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Quýt là một trong những loại trái cây như thế. Những nghiên cứu khoa học đã cho thấy dưỡng chất trong quýt rất phong phú đa dạng. Mỗi trái quýt chứa 130mg kali, 36mg vitamin C. Ngoài ra quýt còn chứa canxi, phosphor, vitamin B1, B2, chứa beta carotene, một dạng của vitamin A và có chứa thành phần chống oxy hóa. Vì thế, quýt có nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng bồi bổ sức khỏe cho người bệnh, người yếu mệt, làm nước giải khát. Từ xa xưa, Đông y đã sử dụng trái quýt làm dược liệu trong nhiều bài thuốc hay. Từ muối đến chỏ, hạt, sơ quýt đều là những vị thuốc. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin trình bày 6 bài thuốc có liên quan đến vị trần bì để chữa trị bệnh. Nhất bài thuốc trị hen suyễn là vị vỏ dâu tầm ăn, rồi vị nam tinh, rồi vị đình lịch, rồi vị trần bì. Tất cả đều 12 gram, rồi sắc với 3 chén nước, còn lại nửa chén uống trong ngày. Đây là bài số 2, trị chứng ho mất tiếng. Trần bì 12 gram, nấu với 200ml nước, còn lại 100ml. Pha với đường vừa đủ ngọt để uống dần dần. Đây là bài thuốc số 3 để chữa trị chứng ăn không tiêu, đầy bụng, ở hơi, đi cầu lỏng. Củ sả gồm 12 gram, trần bì 16 gram, sơn tra sao vàng 12 gram. Ba vị nấu chung với 500ml nước, nấu còn 200ml. Người lớn chia làm 2 lần uống trong ngày, trẻ em tùy theo độ tuổi chia làm 3-4 lần uống. Đây là bài số 4 để chữa chứng đau sưng tinh hoàn. Hạt quýt 12 gram cho đến 20 gram, nấu với 2 chén nước, còn lại nửa chén, rồi uống với chút rượu. Đây là bài thuốc số 5 để chữa trị đau tuyến vú, tắc tia sữa. Quýt hạch 16 gram, nấu 2 chén nước, còn lại nửa chén uống trong ngày. Hoặc là hông sườn đau, vú sưng đau thì dùng thanh bì, phơi khô tán nhuyễn mỗi ngày, mỗi lần uống 4 gram, ngày 2-3 lần uống. Hoặc dùng lá quýt khoảng 20 gram, nấu với 2 chén nước, còn nửa chén uống trong ngày. Đây là bài thuốc số 6 để chữa chứng sốt rét, gồm trần bì, sao đen, mỗi lần uống là 4 gram, uống với chút rượu ấm, uống 5-7 ngày.
Vỏ quýt là một trong nhiều bộ phận của trái quýt còn được đông y dùng làm thuốc. Vỏ quýt chín phơi khô được gọi là trần bì. Theo đông y, vỏ quýt vị cay đắng, tính ôn, giàu tỳ phế, có tác dụng làm ấm dạ dày, kiện tỳ, lý khí, hóa đờm, tiêu tích, trị khái. Dùng cho các trường hợp đầy tức bụng ngực, nôn nấc, ăn kém chậm tiêu, viêm khí phế quản, ho đờm nhiều. Ngoài chứa nhiều tinh dầu, để quýt có mùi thơm độc đáo thì vỏ quýt còn có một vị thuốc trị bệnh đường hô hấp và tiêu hóa rất hữu hiệu. Tuy nhiên, trên thị trường có những loại quýt được ngâm ướp quá chất để bảo quản được lâu, tránh mất nước và bóng đẹp. Những quá chất này có thể ngấm sâu vào trong quả quýt, khi ăn có thể gây ra nhiều rủi ro về mặt sức khỏe. Chính vì vậy, mọi người nên hết sức lưu ý khi chọn và mua quýt, đồng thời khi sử dụng quýt làm thuốc cũng cần lưu ý. Xin quý vị lưu ý, những người có cơ địa nóng nảy hay táo bón, huyết áp cao thì không nên dùng vị trần bì quá liều quy định của lương y cho phép. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn,
ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.